Triệu Minh Vương, Triệu Anh Tề. Minh Vương ở ngôi 12 năm, vua không cần thần mối vợ chồng, gây thành loạn cho quốc gia, không có gì đáng khen. Tên Húy là Anh Tề, con trưởng của Văn Vương. Đinh Tỵ, năm thứ nhất, năm 124 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Sóc, năm thứ năm, lấy Lữ Gia làm thái phó. Kỷ Mùi, năm thứ ba, năm 122 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Thú, năm thứ nhất, mùa hạ tháng 5, ngày 30 nhật thực. Nhâm Tuất, năm thứ sáu, năm 119 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Thú, năm thứ tư, mùa xuân sao chổi mọc ở phía đông bắc, mùa hạ sao chổi dài mọc ở phương tây. Ất Sửu, năm thứ chín, năm 116 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Đình, năm thứ nhất. Mậu Thìn, năm thứ 12, năm 113 trước Công Nguyên, Hán Nguyên Đình, năm thứ tư. Trước kia, vua làm thế tử, sang làm con tin cho nhà Hán ở Trường An, lấy con gái người họ Cù ở Hàm Đan, sinh con tên là Hưng. Đến khi lên ngôi, dấu ấn của tiên đế đi, dâng thư sang nhà Hán xin lập Cù Thị làm hoàng hậu, Hưng làm thế tử. Nhà Hán mấy lần sai sứ giả sang khuyên vua vào chầu. Vua sợ vào ý kiến phải theo pháp độ nhà Hán ngang với các chư hầu ở trong, cố ý cáo ốm không đi, bèn sai con là Thứ Công vào làm con tin. Năm ấy vua mất, Thụy là Minh Vương, con là Hưng nối ngôi. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.